Xin chào cả nhà, chào mừng đến với phần 138 của bộ truyện Ta sở hữu hệ thống bung tiền bao gái để tăng cấp. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Quản lý đi đến vui vẻ mời anh rời khỏi quán bar. Xin lỗi thưa anh, anh cũng nghe thấy rồi. Xin hãy rời khỏi đây. Nhưng để bù đắp cho sự mất mát của anh, lần này tôi có thể miễn phí cho anh và tôi có thể giảm giá 20% cho anh vào lần tới. Đến đó nhìn tranh tranh với nhu nhu bằng vẻ mặt đắc ý. Bằng cách này, họ nên biết sức mạnh của tôi đột nhiên cả hai hít một hơi thật dài sau đó không nhịn được mà cười phá lên ha 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 thật nực cười khi giả làm đại gia trước mặt lâm tân tranh tranh cũng đồng tình đúng rồi thật buồn cười tôi khuyên anh nên chấp nhận nó càng sớm càng tốt nếu không sẽ quá muộn tên này thấy hai cô gái không biết điều mà cười nhạo mình liền khó chịu ra mặt hai tên đàn em của tên kia thấy ba người ngồi cười khúc khích vào mặt đại ca mình thì tức giận quát lớn này các người đang cười cái gì vậy hãy chú ý đến thái độ của các người đi các người có biết anh ni là ai không anh ni là con trai cả của gia tộc ni đến từ thành phố quỷ đấy đường đua gt ở quận lang chăn của thành phố quỷ thuộc về anh ấy chiếc xe đua gt chỉ được dùng làm đồ chơi trong tay anh ấy đấy đêm này đặt rượu xuống bàn nhắc nhở hai tên đàn em của mình được rồi hai người đừng dọa những cô gái khác người đẹp nói đúng dùng tiền gây áp lực cho người khác không phải là quân tử đâu vì đây là quán ba nên chúng ta hãy so sánh khả năng uống rượu nhé đó cũng là cách hay để các người đẹp có mặt thấy được phong cách của một người đàn ông đích thực là thế nào. Mọi người nghe vậy liền hò hét cỗ vũ nhiệt tình, tuyệt vời, có trò hay để xem rồi, uống cùng nhau được không, hãy xem ai uống rượu giống đàn ông hơn nào. Hai cô gái tức giận khi tên đó đưa ra chủ ý như vậy, anh muốn thì uống rượu với Lâm Tân sao, anh đang cố gắng ức hiếp ba người chúng tôi đó. Tên này không bỏ cuộc liền đưa ra quy tắc uống rượu, vì người đẹp cho rằng thật không công bằng khi có quá nhiều người trong chúng ta nên cứ như vậy đi ba chúng tôi và ba người sẽ cùng nhau uống một ly, có được không? Quy tắc là mình uống bao nhiêu thì đối phương cũng phải uống bấy nhiêu, ai không uống trước sẽ thua. Nếu thắng thì không cần ra ngoài, tôi sẽ ra ngoài, nhìn cậu chưa từng thấy thế giới, chắc cậu chưa từng uống rượu ở quán ba nước ngoài cao cấp nào vậy, việc uống rượu. Ba người này đắc ý, một số sinh viên đại học không thể tưởng tượng được chúng tôi uống bao nhiêu, chúng tôi đến quán rượu đã lâu. Thậm chí được rót cả chai rượu ngoại vào mà chúng tôi không hề say, chỉ cần cho họ một chút sốc từ xã hội. Sau khi chúc say cô sinh viên nghèo này, mình có thể đưa hai người đẹp say khướt về khách sạn, chơi trò một vị vua và hai nữ hoàng. Mọi người cổ vũ anh, sinh viên đại học, hãy chấp nhận thử thách, nếu không thì hãy ra ngoài, dù thua cũng được, có thể uống rượu ngoại cao cấp đến say, tôi ghen tị quá. Nhu nhu suy nghĩ muốn tạo ấn tượng tốt với anh, nếu tôi có thể giúp lâm tâm uống rượu, ấn tượng của anh ấy về tôi sẽ tốt hơn. Cô liền lên tiếng ngăn anh lại, lâm tân, sau này anh không cần phải uống, tôi sẽ tự mình uống hết, tranh tranh cũng giống nhu nhu đây là cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ tốt với lâm tân hừ để tôi làm đi chỉ là mấy chai rượu mà thôi tên này nghe vậy thì vui vẻ ồ vậy các người đẹp đã sẵn sàng thi uống rượu với chúng tôi để bảo vệ kẻ yếu đuối đó chưa thật cảm động nhu nhu khó chịu sau trận này tôi xem anh còn dám nói xấu lâm tân nữa không tranh tranh cũng lên tiếng tình cờ tối nay tôi đi uống rượu với anh trai nhưng tôi vẫn chưa thấy vui hiện tại có rượu miễn phí không uống thì phí anh ra thêm một đề nghị nhưng tôi cần cược thêm một cái gì đó. Anh Ni, nếu anh thua thì phải nằm xuống đất và lăn khỏi cánh cửa này. Ba tên này vô cùng tự tin, chúng ta sẽ thua sao? Được rồi, không vấn đề gì. Lúc này mấy cô tiếp viên mang một đống rượu đến. Những chai rượu ngoại đắt tiền được đặt lên bàn trông thu hút. Mọi người bất ngờ, rượu Cecini Grand Cru không phải có giá 20.000 nhân dân tệ một chai sao, rượu Whisky Islay, rượu Cognac Henry IV. Tôi không thể đếm hết, có cần sử dụng loại rượu cao cấp như vậy khi uống rượu không? sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi, anh ni ngầu quá. tên này được mọi người khen ngợi thì vô cùng đắc ý. sau đó sáu người chia làm hai phía ngồi đối diện nhau. nhu nhu kích động muốn uống trước, lâm tân hãy để tôi uống với chúng cho đến chết trước. anh một bên khuyên nhu nhu không sao đâu, đừng cố gắng quá. rượu được rót ra lì. sau đó ba người này liền uống một cạn một hơi. mọi người thấy vẫn liền khen ngợi tuyệt vời, anh ni, con nác ở 40 độ uống một ngụm là hết. tôi tự nhận mình là người uống rượu khá giỏi. Nhưng cốc to như vậy tôi chỉ uống được hai cốc thôi. Anh ấy thật giàu có và có thể uống rượu. Anh ấy rất đẹp trai. Anh không quan tâm mà lấy hết bình rượu nốc vào miệng. Những người xem chứng kiến màn uống rượu của anh thì há hốc mồm. Nếu không phải là bản thân chứng kiến, thì tôi không thể tin được có người có thể nốc hết một chai cốc nát. Ba tên này cũng nhanh chóng lấy ba chai lên uống. Đúng, giật gân, ai nói chúng tôi không thể nốc hết chai. Tên này uống từng hớp từng hớp vào miệng. Tên này đặt chai rượu xuống đầy đắc ý. Thế nào rồi, bây giờ chúng tôi đã uống xong ba chai mọi người phát hiện ra gì đó không anh ni lúc anh đang uống rượu cậu sinh viên đó đã tự mình uống hết ba chai đúng là ngầu hết chỗ nói ba tên này không thể ngờ cái gì làm sao có thể cậu ấy mạnh đến thế sao nhu nhu với tranh tranh vừa uống một hớp đã có chút hơi say anh khiêu khích ba người kia ba người có muốn tiếp tục không tên này nhìn anh với vẻ mặt phấn khích thôi nào tôi không sợ cậu đâu sau đó lại một đống rượu nữa được uống hết hai tên đàn em thì thầm với đại ca của mình, anh Ni, em uống hai chai sắp chết rồi, cậu sinh viên đó là quái vật phải không? Cậu ta đã uống sáu chai mà vẻ mặt không thay đổi, tên đại ca lúc này lo lắng, chết tiệt, cho dù cậu ta có là quái vật thì tối nay tôi cũng sẽ uống cạn cậu ta. Cậu ta có thể uống được ba chúng ta, làm sao có thể uống được những người ở hiện trường, hiểu rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Lúc này hai tên đàn em lên tiếng định nọt tên đại ca, anh Ni, chúng tôi đều biết rằng anh có thể tự mình uống cạn anh chàng tội nghiệp đó nhưng không cần thiết phải quá nghiêm túc với cậu ấy đúng vậy mắt anh trông không được đẹp khi say xỉn sẽ thật xấu hổ nếu bạn bấm sai mật khẩu ba lần sau khi thanh toán đồ uống lúc này mọi người lập tức ứng cử đúng vậy ông chủ ni không được thua nếu ông chủ ni thua thì ai sẽ trả tiền tôi cũng sẽ uống hai cốc và đổ đầy chúng để tôi giúp anh ni uống một ly nhu nhu tức giận ý của anh là gì anh đang muốn lừa dối chúng tôi sao ba tên này chỉ trỏ ba người Sinh viên đại học là sinh viên đại học và các người không hiểu điều này. Nguyên tắc của cuộc chiến rượu là bạn có thể nhờ một hiệp sĩ chặn rượu, chỉ là hiệp sĩ phải uống lượng nước gấp đôi mà thôi. Vì vậy, nếu hiệp sĩ của chúng ta uống 2 ly, các người sẽ uống 1 ly, đúng vậy, hơn nữa, bạn cũng có thể nhờ các hiệp sĩ giúp đỡ mình. Nếu vậy. Nghe vậy anh thản nhiên chấp nhận, được rồi, tùy ý các người, nhu nhu ở bên cạnh lo lắng cho anh, Lâm Tân. Nếu đã xem đến đây thì AD tin chắc là các bạn cũng cảm thấy khoái khoái chảy nước miếng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không để lại một like, một bình luận và một đăng ký kênh. Nhớ là phải bật thêm cái chuông để khi AD ra thêm video YouTube còn thông báo. Còn nếu mà bạn muốn ý kiến thì có thể trực tiếp bình luận ở bên dưới video nhanh đi nè.